Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cách tạo cái USB 2 run boot. USB 2 run boot nha các bạn. Thì khi tạo xong cái USB 2 run boot này, các bạn sẽ sử dụng cái tool ở trong cái USB này để các bạn phá, các bạn bẻ khóa cái password của Windows nha các bạn. Các bạn sẽ sử dụng cái tool reset password trong cái USB 2 run boot này nè. Các bạn bẻ khóa cái mật mã của Windows. Khi mình sử dụng cái Windows, mình đặt cái mật khẩu hoặc một cái lý do nào đó mình quên đi cái mật khẩu nha các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái USB 2 run boot nha. Các bạn copy cái link này nè, cái đường dẫn này nè, các bạn copy. Các bạn mở cái trình duyệt. Ở đây mình sẽ mở trình duyệt cốc cốc nha. Các bạn sẽ dán cái đường dẫn đó vào trong cái thanh address bar. Thì cái link này ở đâu ra nha các bạn? Cái link này là mình sẽ đặt ở dưới cái comment, cái bình luận ở dưới á, mình sẽ ghim lên. Các bạn chú ý nha, các bạn chỉ cần copy cái link đó, các bạn dán vào trong trình duyệt. Các bạn sẽ tải cái tool để cài cái USB 2 run boot nha các bạn. Mình đã up sẵn lên trên Google Drive. Các bạn chỉ cần copy rồi các bạn dán trên cái trình duyệt, các bạn tải về thôi. Các bạn làm giống như mình hướng dẫn nha. Bây giờ mình sẽ dán vào trong cái thanh address bar nè. Enter nha các bạn. Bạn enter thì nó sẽ chuyển tới cái trang Google Drive. Cái này mình đã chia sẻ trên cái Google Drive của mình nha các bạn. Các bạn click vào download tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tiếng Việt ở đây thì nó là tải về, tiếng Anh nó là download nha các bạn. Giờ mình chuyển qua cái giao diện tiếng Việt cho nó đơn giản nha các bạn. Đó, tiếng Việt. Google Drive không thể quét virus cho tập này. Tại dung lượng nó quá lớn cho nên nó không thể kiểm tra virus. Bạn cứ bấm vào vẫn tải xuống nha các bạn. Vẫn tải xuống 650 MB. Khi bạn bấm vào vẫn tải xuống thì nó tiến hành nó tải bên góc trái của màn hình này nha các bạn. Đó, nó đang tải về đó. Mình tải trong Google Drive thì tốc độ tải của nó rất là nhanh nha các bạn. Đây, cái này mình up sẵn lên trên Google Drive, các bạn chỉ cần copy cái link các bạn tải về thôi. Không cần phải vào trong Google các bạn tìm kiếm, tải nó rất mất thời gian nha các bạn. Đó, các bạn đợi tí xíu nó đang tải về. Đó, 372, 382. Tải tương đối nhanh nha các bạn. Tổng cộng là 650 MB. Rồi ok, nó đã tải xong 650 MB về. Đó các bạn. Giờ mình sẽ vào cái thư mục tải nha. Hiển thị trong thư mục nè. Đó, giờ mình sẽ copy nó ra ngoài desktop luôn nha các bạn. Copy. Rồi, mình sẽ dán vào màn hình desktop để mình dễ làm việc nha các bạn. Khi tải về nó sẽ nằm trong thư mục download á. Rồi ok, vậy bây giờ khi tải về á nó là cái file chấm ra nha các bạn. Cái này là mình đã nén nó lại rồi. Nén cho nó gọn lại. Bây giờ mình sẽ lít phải vào, mình giải nén nó ra nha các bạn. Nếu trong máy của các bạn không có chương trình giải nén á, thì các bạn tải WinRAR về các bạn giải nén nha. Extract to. Ok. Và nó sẽ tiến hành nó giải nén cái thư mục này nha các bạn. Nó đã giải nén ra thư mục bộ tạo USB hay run boot. Thì trong cái bộ tạo đó nó sẽ có cái file ISO nè. File ISO này 691 MB nha các bạn. Và cái file là cái file GRUB nè, 4 dot nè. Các bạn giải nén luôn nha. Đó, các bạn bấm vào lít phải vào cái file đó, các bạn bấm extract to luôn nha. Giải nén nó ra. Đó, bây giờ lít vào trong cái thư mục. Các bạn tới đây là các bạn đã giải nén được cái thư mục mình tải về rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm cái USB
vào để mình định dạng cái USB nha các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng cái USB là 8GB nhé. Thông thường các bạn sử dụng cái USB 8GB là đủ rồi nha các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu chép thêm những cái phần mềm, những cái ứng dụng và những cái tool vào trong USB và những cái file God, thì các bạn có thể sử dụng cái USB có dung lượng cao hơn nhé. Có thể là 16GB hoặc 32GB, vân vân. Đây mình demo mình sẽ sử dụng cái USB 8GB nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cắm cái USB vào. Đó, nó sẽ xuất hiện ra cái USB OH nha các bạn. Giờ mình sẽ lít phải vào cái USB OH nè. Mình bấm format nha. Định dạng lại cái USB nha các bạn. Đó, khi mình cắm cái USB vào thì cái chương trình diệt virus nó detect, nó kiểm tra, nó quét cái USB thôi. Mình đóng lại nhé. Đó, đây mình sẽ đặt cái nhãn đĩa là USB boot nha. USB boot. Ok. Rồi mình bấm start để mình format đó nha các bạn. Mình định dạng cái ổ USB. Tất cả những cái dữ liệu trên USB sẽ bị xóa nè. Ok. Bạn có muốn format hay không? Z. Đó, mình đã format cái USB mà mình cần tạo cái USB boot cho các bạn. Nó báo là format complete. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái thư mục giải nén lúc nãy nha các bạn. Mình mở cái thư mục gru 4 dot. Đó. Bạn chạy cái file application này nha. Bạn lít vào cái file này nha, lít phải, bạn chọn Run as Administrator. Thì ở cái mục đầu tiên á, các bạn check vào cái mục đích nha. Sổ cái mũi tên xuống, bạn chọn cái USB. USB mình là 8GB nha các bạn, HD2 á. Ở cái mục Backlist, bạn bấm refresh đó nha. Xong rồi chọn vào cái mũi tên sổ xuống á. Chọn cái dòng dòng trên nha, MBR nha các bạn, Masterboot Record. Đây mình định dạng cái USB theo cái định dạng MBR nha các bạn. Ok. Khi chọn xong các bạn bấm vào Install, cài đặt á. Enter để continue. Rồi, vậy là nó đã cài xong cái phần đó nha các bạn. Ok. Copy 3 file nha các bạn. File thứ nhất là grldr. File thứ hai là grub và file thứ ba là menu.lit nha các bạn. Copy 3 cái file này vào trong cái USB á. Send to USB nha các bạn. Ok. Sau đó mình sẽ vào trong cái thư mục giải nén hồi nãy đó, mình sẽ lít vào cái file hai run boot nè. Bạn bung nó ra nha các bạn. Các bạn giải nén nó ra. Extract file nè. Các bạn sẽ giải nén nó vào trong cái USB nha các bạn. Chọn cái USB, bạn bung nó ra. Ok. Đó, nó đang bung cái file hai run boot, file ISO á, nó bung ra ổ USB nha các bạn. Cái dung lượng của cái file ISO này nó hơi bị nhiều cho nên nó giải nén ra hơi lâu xíu nha các bạn. Cái file hai run boot này là cái đuôi nó chấm ISO nha các bạn. Thì cái file chấm ISO này thì Winra, máy có sử dụng Winra là mình bung ra được thôi nha các bạn. Tiến trình này nó kéo dài khoảng hơn 10 phút. Ở đây mình sẽ cắt bớt nha các bạn. Cắt bớt cái tiến trình cho cái video mình nó ngắn bớt. Ok, vậy là nó đã giải nén xong vào trong cái USB mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái USB lên, kiểm tra nội dung của USB nhé. Nó bung ra hết rồi nha các bạn. Ok.
Vậy là mình đã tạo xong cái USB boot, cái USB hai run boot nha các bạn, mình đã tạo thành công rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái USB này, mình sẽ khám phá những cái tool ở bên trong cái USB để mình khắc phục, xử lý những cái lỗi cũng như những cái phần mềm trong cái USB nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái USB này để mình phá cái password. Mình sẽ hướng dẫn các bạn phá cái password của Windows nha các bạn. Đó, các bạn thấy đó, khi mình quên mật mã của Windows á, mình vào mình log vào thì nó sẽ báo lỗi, nó không cho mình vào nha các bạn. Đó, cố gắng login vào nhưng mà không có cách nào để log vào được. Bây giờ mình sẽ dùng cái USB hai run boot mà mình mới tạo á, vào cái tool password reset để mình phá cái password nha các bạn. Phá bỏ luôn cái password. Khi khởi động lại thì nó sẽ vào trực tiếp trong Windows, nó hiện lên cái cửa sổ đăng nhập nữa nha. Đầu tiên là các bạn vào trong BIOS, tùy dòng máy các bạn vào trong BIOS. Nếu mà nó ở chế độ UEFI á, các bạn chỉnh qua chế độ Legacy nha. Ở đây mình sử dụng cái USB boot trong chế độ Legacy nha các bạn. Partition là MBR á, Master Boot Record nha các bạn. Nó đang ở Legacy thì các bạn để luôn ở Legacy, còn trường hợp nó ở chế độ UEFI các bạn chỉnh về Legacy nha. Ok, sau khi chỉnh các bạn apply và khởi động lại máy. Khi khởi động lại máy các bạn bấm cái phím tắt menu boot á. Các bạn chọn boot từ USB nha. Chọn boot từ USB để mình boot vô cái USB mà lúc nãy mình tạo nha các bạn. Ok, khi boot vào thì nó hiện lên cái option boot của cái USB á, các bạn chọn cái mini Windows 7 nha. Mini Windows 7 nha các bạn. Ok, các bạn chờ nó load vào trong cái giao diện để mình cái tool á, để mình sử dụng cái những cái tool có cái USB hai run boot nha các bạn. Tùy theo cái dòng máy mà các bạn chọn cái phím boot USB nha các bạn. Thì ở dưới cái comment mình có để cái bảng cụ thể cái bảng phím boot cho các dòng máy các bạn tham khảo nha. Đó, sau khi nó boot vào cái giao diện của Win 7 Mini ấy, các bạn thấy nó có đầy đủ những cái tool. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tool password nha. Còn những cái tool khác thì những cái phần kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đó, các bạn lít vào như cái hướng dẫn của mình á, bạn chọn cái mục password. Active password change phiên bản RAW nha các bạn. Đó, các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn của mình, chọn vào cái dòng Active Password Change. Rồi, Set on Volume. Mặc định đó. Đó, tìm kiếm trong cái file SAM á nha các bạn. Bạn cứ để mặc định cái dòng ở trên, option trên á, bấm Next. Next tiếp nha các bạn. Đó. Thì tùy theo các bạn đặt mật mã của cái user tên là gì. Ở đây máy mình có một cái user là administrator. Thì các bạn chọn ngay cái user mà mình cần phá cái password á, bỏ password á, các bạn chọn nha. Next tiếp nha các bạn. Tùy theo cái user mình đặt tên nha, user ABCD gì đó. Ở đây là administrator. Đó, các bạn thấy là cái dòng clear this user password nó đã check. Đó, nó đã check. Trường hợp nó không check các bạn check vào nha. Rồi check vào cái clear password đó, bạn bấm save. Nha. Chú ý nha, cái check đó nó không check thì các bạn check vào, còn mặc định nó check thì các bạn cứ để như vậy, bạn bấm save. Yes. Ok.
Vậy nó đã reset lại cái mật mã nha các bạn. Giờ mình sẽ khởi động lại cái Windows Mini, mình thoát ra mình khởi động lại máy tính này. Mình vào trong cái Windows coi nó có vào được trực tiếp trong Win hay là nó hiện cái password lên nha các bạn. Đó, bây giờ nó đã vào thẳng vào trong Windows luôn, nó bỏ qua cái giai đoạn là login nha các bạn. Đó, như vậy là mình đã phá thành công cái mật mã của Windows. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.